Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Kính thưa quý vị, trở lại cuộc bầu cử giữa kỳ vào những ngày cuối cùng của kỳ tranh cử vào Hạ viện cũng giống như Thượng viện, thì các ứng cử viên của Quốc hội Hoa Kỳ và những người ủng hộ đó đã nổi bật tranh giành những giây phút cuối cùng để vận động cùng với tất cả các cử tri. Hôm 5 tháng 11 vừa qua, để lôi kéo cử tri vào các vùng cùng với các đảng phái chính trị của họ, thì chính ngay tất cả những vận động viên của tại Thượng viện đã đưa ra những cuộc tranh cãi và những cuộc vận động rất là kỳ thú. Tổng thống Donald Trump cũng muốn đảng Cộng hòa của ông nằm ở thế đa số trong hai viện, Hạ viện và Thượng viện. Bởi thế, ông đã dành toàn bộ thời giờ của ông. Và ngày hôm qua, thậm chí ông đi tháp tùng của ông còn có bà phát ngôn viên của ông, đó là bà Sarah Sanders, cũng giống như là bà Conway, một trong những người cố vấn về cho ông đã có mặt trong cuộc vận động ngày hôm qua. Theo các phân tích gia chính trị và cho thấy kết quả thăm dò, thì họ cho ý thấy ý kiến đảng Dân Chủ có cơ hội tốt để giành lại ghế đa số ở tại Thượng viện. Và trong lúc đó thì người ta nghĩ rằng Thượng viện vẫn có thể nằm ở trong tay của đảng Cộng hòa, dù là con số có thể nói rất là khít khao, có thể là 51-49. Và nếu trong trường hợp 50-50 thì đảng Cộng hòa vẫn còn lợi thế ở nhà một cái ghế, đó là ghế của Phó Tổng thống Mike Pence. Tổng thống Donald Trump và tất cả các vận động viên của ông ngày hôm qua có mặt ở tại Ohio, Indiana và Missouri, đó là những trạm dừng chân cuối cùng của ông với chiếc Air Force One để quyết định số phận tất cả những cái tương lai của đảng Cộng hòa ở tại Hạ viện và Thượng viện. Trước khi đến dự cuộc họp ở tại Georgia và Tennessee, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự lạc quan và triển vọng của ông và đảng của ông. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ làm tốt ở Hạ viện. Như quý vị đã biết, ưu tiên của chính chúng tôi là Thượng viện, và tôi nghĩ rằng chúng ta đang làm rất tốt những cái công việc hiện nay đang xảy ra ở tại Thượng viện. Một lần nữa, Tổng thống Donald Trump đã nói với những người có mặt ở tại buổi tập hợp ở tại Georgia rằng các cử tri phải quyết định và tận dụng tất cả những cái sự kiện và cái quyền công dân của mình để tạo nên sự phồn vinh, vinh quang và phi thường mà chúng ta đã đạt được trong những ngày tháng qua. Ông đã nói rõ ràng là chúng ta không để cho phe Dân Chủ tung quả bóng phá hoại khổng lồ vào nền kinh tế và tương lai của chúng ta. Có thể nói Tổng thống Donald Trump đã dành những lời rất là cứng rắn để đưa ra và lên án những sự việc mà đảng Dân Chủ hiện nay đang đối chọi với ông. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ, đó là ông Barack Obama, hôm qua cũng không kém. Ông đã vận động cho Thượng nghị sĩ Dân Chủ Joe Donnelly của tại tiểu bang Indiana. Đây là một cái cuộc tranh đua ngang ngửa giữa người đương nhiệm, đó là dân biểu John Donnelly. Và kính thưa quý vị, tất cả những sự kiện ông đã nói trước cử tọa và chính quyền của ông rằng là bắt đầu giúp nền kinh tế phục hồi sau các cuộc suy thoái trầm trọng vào năm 2008. Kính thưa quý vị, theo tất cả những cái lời mà gọi là của Tổng thống Donald Trump áp đặt cho Tổng thống Barack Obama đã đưa nền kinh tế của quốc gia Hoa Kỳ suy thoái, thì đến ngay hôm nay, trong qua cái cuộc vận động Tổng thống Barack Obama đã đưa lại, ông đã nói rằng ông đã đóng phần để giúp lại cái sự hồi phục kinh tế của Hoa Kỳ sau cuộc khi suy thoái trầm trọng vào năm 2008. Và ông Obama đã cáo buộc Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát đã tìm cách đảo ngược những chính sách và tiến bộ của 8 năm nhiệm kỳ của ông và đem lại tất cả những cái sự gọi là khó khăn cho một nền kinh tế của Hoa Kỳ. Ông Obama cũng còn mỉa mai ông Trump là vì ông đã nói rằng ông ta muốn giúp đỡ những người dân thường sau khi thông qua một cái đạo luật cắt giảm thuế. Nhưng phần lớn tất cả những người được hưởng cắt giảm thuế đó là những người giàu có. Kính thưa quý vị, đó là những cái sự việc mà có thể nói chúng ta rất buồn cười khi thấy tất cả những ứng cử viên và ngay những cái vị từng là nằm chóp bu quyền lực ở tại Hoa Kỳ cũng có vạch và đưa lên những cái sự kiện mà có thể nói làm cho người dân khó hiểu về tương lai của Hoa Kỳ như thế nào. Thưa anh Trọng và cũng như quý vị, chúng ta đã thấy trong vài ngày vừa qua thì đây là một cái nỗ lực vô cùng là tích cực của Tổng thống Donald Trump bên Đảng Cộng Hòa cũng như là cựu Tổng thống Barack Obama bên phía Đảng Dân Chủ. Cả hai bên đang cố gắng vận động cử tri để đi bầu thật là đông để giành phần thắng về bên mình. Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những cái lập luận rằng là kinh tế đang phát triển cực kỳ mạnh và cái số nạn thất nghiệp giảm thiểu tối đa trong mấy chục năm qua. Thì ông đang muốn rằng làm sao Quốc hội có thể kiểm soát được, Đảng Cộng hòa có thể kiểm soát được và nắm đa số ở Thượng viện, và Đảng Dân Chủ cũng đang tìm đủ mọi cách để giành lại ít nhất là Hạ viện và nếu mà có thể được lên cả Thượng viện. Thế thì thưa anh,
tại sao cả hai bên đảng Cộng hòa và Dân chủ đang tìm đủ mọi cách để giành phần thắng được ở Thượng viện cũng như ở Hạ viện. Thì nếu mà thắng được Thượng viện thì có lợi gì cho Tổng thống Trump, và giữ được Hạ viện thì có lợi gì cho Tổng thống Trump? Anh thử nói cho mọi người hiểu nào. Kính thưa quý vị, việc trước tiên chúng ta nói Thượng viện Hoa Kỳ hiện nay đang nằm ở con số 51 và 49, là phần đa số mong manh nằm ở đảng Cộng hòa. Điều mà cái câu hỏi của anh đưa lên một cái sự gọi là nghi vấn về vấn đề tại sao chúng ta phải tập trung vào những cái cuộc bầu cử ở tại Thượng viện và như vậy. Thì chắc anh nhìn lại trong những ngày gần đây qua cái cuộc mà đề cử ông Kavanaugh vào chức vụ thẩm phán của tối cao Pháp viện. Nếu đảng Cộng hòa không nắm đa số thì ông Kavanaugh không có thể nào có mặt ở trong thành phần thẩm phán của tối cao Pháp viện. Vì Hiến pháp Hoa Kỳ chấp thuận tất cả những cái chức vụ bổ nhiệm quan trọng, ngay cả tại bộ trưởng cũng giống như là vị đại sứ ở tại một cái quốc gia nào đều có sự chấp thuận tối đa của Thượng viện mới đạt được cái sự gọi là cái bổ nhiệm của Tổng thống. Bởi thế, nếu đảng Cộng hòa nắm đa số thì tất cả có cái đường lối của Tổng thống bổ nhiệm nhân sự của ông rất dễ dàng, vì đảng Cộng hòa thế nào cũng đi chung với Tổng thống của một đảng Cộng hòa. Nếu đảng Dân chủ nắm đa số tại Thượng viện thì cái điều khó khăn nhất cho Tổng thống Donald Trump đó là vấn đề bổ nhiệm nhân sự vào tất cả những cái nơi mà ông cần bổ nhiệm. Đó là cái việc trước tiên chúng tôi nói về đến về đảng, về Thượng viện. Và kiểu đến thứ nhì là cái vấn đề ngân sách. Và nếu như một cái con số mà luôn luôn không đạt được đa số thì tất cả những ngân sách để trình cho ngân sách tài khoản trong những năm tới đây, có thể nói Tổng thống Donald Trump sẽ gặp rất là khó khăn, vì phần đa số nằm ở đảng Dân chủ. Đó là cái lý do mà chúng ta cần phải biết tại sao đa số phải nằm ở Thượng viện và được thuộc về đảng của mình, thưa anh Phát Bụi. Vâng, và nói về vấn đề bổ nhiệm và Thượng viện có quyền quyết định cái vấn đề mà đề cử của Tổng thống Trump, thì chúng ta được biết là trong thời gian nhiệm kỳ của ông vừa qua, 2 năm vừa qua của ông đã đề cử 2 người thẩm phán tối cao vào chức vị này, và hiện giờ còn 1 chức vị nữa là của bà thẩm phán Ruth Ginsburg. Bà cũng đã rất là lớn tuổi, và người ta nghĩ rằng nội trong nay mai, có thể là trong vòng 2 năm kế đến, bà sẽ về hưu và Tổng thống Trump sẽ được cơ hội để đề cử thêm 1 người thẩm phán tối cao, lần người thứ 3, thưa anh. Nhưng mà có một điểm đặc biệt trong cái cuộc bầu cử này, đây là một trong những cái kết quả hệ lụy cho đến 2 năm tới của Tổng thống Donald Trump. Và đây là một cái cuộc xem như là trưng cầu dân ý về Tổng thống. Ngày 6 tháng 1 tới đây, nếu tất cả những người dân Hoa Kỳ có ý thiên về đảng Cộng Dân chủ ở Hạ viện và ở Thượng viện, điều đó có nghĩa rằng người ta đã thấy chỉ số ủng hộ Tổng thống Donald Trump xuống thấp đi, thì liệu ông có đủ sức để ra canh, để ra tranh cử và giành lấy chiến thắng vào năm 2020 này hay là không? Đây là một cái cuộc trưng cầu dân ý về Tổng thống, và người ta xem xét rằng liệu người ta có tín nhiệm và đồng tình với Tổng thống Donald Trump trong những cái thời gian ông làm việc vừa qua hay không. Cho dù hiện nay thì có thể nói tất cả những người dân ở trong thôn, ở nông thôn hình như phần lớn đều đồng ý với về đường lối chính sách của Tổng thống, khi ông đã có những cái gọi là cái xúc tiến trong cái việc cải tổ hạ tầng cơ sở, đường xá, giao thông, cũng giống như ông tạo ra những cái công ăn việc làm hạng xưởng mới về những cái vùng nông thôn, và đồng thời ông cũng có thể nói là làm cho cái GDP, cái mức gọi là sản xuất của quốc gia tăng cường lên rất nhiều, và đến bây giờ thì con số 3.5 có thể nói là một cái con số rất tốt cho người dân đặt cái niềm tin vào vị lãnh tụ của người họ ở trong cái cương vị gọi là vấn đề kinh tế. Nhưng điều đó không hẳn Tổng thống Donald Trump có thể nắm đa số và được lòng dân Hoa Kỳ, vì trong cái công việc làm của ông cũng gặp phải những sự chống đối của người dân, và đây là một cái cuộc bầu cử thách thức Tổng thống Donald Trump về vấn đề trưng cầu dân ý, thưa anh Phát Bụi. Đúng là như vậy, thưa anh Trọng và thưa quý vị. Thì bên Đảng Dân Chủ lên tiếng cáo buộc rằng là tuy là cái tình hình kinh tế cũng như là cái vấn đề công ăn việc làm của dân chúng ở Hoa Kỳ này nó được phát triển tốt đẹp, tốt nhất trong vòng nhiều chục năm qua, nhưng mà Tổng thống họ cáo buộc rằng Tổng thống Donald Trump lại là cái người làm chia rẽ quần chúng và tạo nên cái sự sợ hãi cho nhiều người dân của nhiều sắc dân khác nhau. Và vì vậy mà họ muốn có một cái sự thay đổi, và Đảng Dân Chủ đang muốn cái năm mùa bầu cử năm nay họ sẽ tạo được một cái sức mạnh mới, một cái sức sống mới cho Đảng Dân Chủ của mình, nhằm lấy lại cái sự suy thoái của họ sau khi ông Obama đã ra đi. Kính thưa quý vị, đó một vài sự kiện mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị qua cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2018. Nước ta cả sự kiện đều chúng ta phải chờ đến tối nay, và chúng ta xem lại coi thử ai là người sẽ nắm đa số tại Hạ viện và Thượng viện. Đó là một trong những cái mấu chốt của vấn đề qua cuộc bầu cử ngày hôm nay. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.